Thì hôm nay có một cái chuyện rất là quan trọng luôn rồi, con muốn nói với mẹ nè. Chuyện gì quan trọng nói đây. Mẹ quay ra đây nè nghe nó. Thì ngày hôm nay là con dắt người yêu về ra mắt mẹ. Trước giờ rồi nhưng mà cháu mẹ giờ con mới dám ra mắt mẹ nè. Đâu nghe nó mừng à? Nghe nó mừng à? Dẫn ngay vô coi. Lại vô đây nè. Mẹ nè, đây là anh người yêu của con. Anh người yêu của con. Anh người yêu của con. Trời. Trời. Trời ơi cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà phiêu chiêu rồi. Con với em Hải là quen nhau là 2 năm rồi đó. Mày thấy không? Thấy đẹp đâu nè. Đẹp. Đẹp trời. Đó. Thấy không? Đẹp nổi da. Mày ngồi xuống nè. Anh ngồi xuống. Mẹ là hôm nay đó mẹ thấy không, thì hôm trước là con nói mẹ rồi đó, là con bị PD đó, rồi mẹ kêu là cho con kiếm chồng đó, thì bây giờ con mới công khai rồi. Mẹ thấy được đẹp kiếm ở đâu hay à? Anh ở Sài Gòn nay về thăm con ấy, cái con dắt con ra mắt mẹ luôn. Đẹp trai. Ủa rồi con ở đâu, con về đây vậy? Con ở Bình Dương về đây. Con làm nghề gì không? Con làm nghề tóc. Có đấy chưa, công việc ảnh là ổn định rồi đó. Đơn mẹ đẹp, đứa nào cũng đẹp hết trơn. Mà mẹ có chấp nhận là cho hai con quen nhau không? Cho. Mày nghiêm túc nha, bữa chú là cũng giỡn thôi. Rồi lỡ ba chú thì sao? Ba đâu có la đâu, ba cũng như mẹ vậy thôi chứ gì. Rồi nếu hai đứa hạnh phúc được rồi. Mà mẹ cho con cưới đúng không? Mẹ cho con cưới luôn. Làm đám cưới linh đình cho con luôn. Nếu mày thương là được rồi. Nhưng mà bây giờ vậy này, hôm nay con dắt về đây á, con dám ra mắt bên mình là con biết mẹ dễ với con, mẹ thương con mẹ dễ. Nhưng mà bên kia con không dám ra mắt, anh không dám dắt con về. Thì hai đứa thương nhau rồi dẫn về đi ra mắt, có gì mẹ ủng hộ cho. Mẹ qua bển mẹ với cha qua bển bàn nói chuyện cho. Nhưng mà sợ nhà bên kia không có chấp nhận con á. Thì con về bển con nói bên con, người bên đây qua. Nếu hai đứa thương được rồi. Nhà bên kia sợ người ta không cho nữa nè. Thì hai đứa thương nhau đi, có gì mẹ ủng hộ cho, về nói ba rồi có gì qua bển nói chuyện bên nhà người ta chứ gì đâu. Mà sợ là bên đó kỳ thị BD rồi đó. Sợ gì đâu sợ, thì mình qua mình nói đàng hoàng với người ta, giờ hai đứa nó lỡ thương vậy rồi. Cứ qua về đi, hai đứa dẫn về đi rồi ba với mẹ ra ta quyết định cho, ba mẹ ra ủng hộ cho. Đâu có gì đâu khó. Thì khó mới kêu mẹ nè, mà mẹ ủng hộ thôi đúng không? Ừ. Mẹ cho con quen đúng không? Ừ. Rồi lỡ như nhà ảnh là không cho cưới thì sao mẹ? Không cho cưới thì hai đứa dẫn đi. Không cho cưới thì hai đứa dẫn đi. Chứ giờ biết làm sao, mình cũng ra, mình hai bên giáp mặt rồi, không đồng ý thì hai đứa thương quá rồi sao giờ? Mà mai mốt ba về mẹ nhớ nói nha, để ba chửi con á. Chửi đâu mà chửi. Là không, mốt rồi làm đám cưới rồi người ta nói nữa sao mẹ? Nói đâu nói, mà sợ bệnh dịch này có làm được hay là không nè. Mà mốt mẹ làm đám cưới bự cho con. Rồi mẹ nhớ qua bên kia nói chuyện nha mẹ, để người ta không cho mất công lắm. Mà con có thương Hải thiệt không? Có. Đó, vậy mà nói họ sợ không chịu gì đâu. Bên nhà kìa. Thì bên nhà, bên... hai đứa thương vậy là được rồi. Thì bên kia không đồng ý thì mẹ với cha giúp cho hai đứa trốn luôn. Chứ giờ rồi. Sao? Rồi trốn mà ai ở nhà với mẹ? Thì mẹ ở nhà với ba. Rồi già rồi ai nuôi? Trời ơi, giờ sống còn lâu mà. Vậy là mẹ chấp nhận đúng không? Ừ. Là cho con hai đứa con tiến tới luôn đúng không? Ừ. Sau này không hối hận nha. Không. Đứa nào cũng đẹp hết trơn mà hối hận gì. Chắc anh đi chơi, cho lo anh đi về. Ừ. Đừng đi hái làm chôm rồi anh ơi. Chôm đây à? Ừ. Vậy mẹ làm đi rồi, xíu mẹ vô mẹ nấu cơm cho con anh ăn nha. Ừ. Giờ đi chặt cỏ nữa nè. Để xíu mẹ chặt đi rồi xíu con ra phụ vô. Ừ. Vậy nha. Ừ. Chúc hai đứa ra giác nha. À. Đi đi. Đi á. Đi. Sao mẹ mình không có phản ứng gì hết trơn mọi người ơi.
Con dắt bạn trai vậy luôn mà không có phản ứng gì luôn á. Kỳ thiệt ta. Đi vô coi, gần gần coi mẹ có nói xấu gì không mọi người. Gần gần coi mẹ có nói xấu gì không nha mọi người. Mẹ làm gì hết hồn vậy? Con mới đưa ảnh về rồi. Đưa về đâu? Đưa về khách sạn nghỉ rồi à. Sao đưa về khách sạn? Chưa đâu. Vô biểu rồi. Biểu gì? Thì vô đây. Có gì nói đi kêu nữa. Biết đâu con có được về bản đâu mà con biết nè hả. Con về con hả, con về mà về gì hả, con mà ra mắt bên đó rồi á, về đây con đâu có nhờ mẹ ra qua đó chi. Anh chị em nó đông không? Có ba anh chị em, ảnh ở giữa. Rồi nói nay nó nhiêu tuổi rồi? Ảnh sinh năm 96 á. Lớn hơn con được rồi. Lớn hơn con rồi. Chở nó đi đâu rồi? À, chở anh ra khách sạn rồi anh ngủ ngoài tắm rửa ngoài nghỉ ngơi ngoài cho nó khỏe rồi. Sao không chở về đây giờ chơi giờ chiều ăn cơm với mẹ rồi chơi vui. Mà biết tưởng mẹ sợ mẹ ngại mẹ chửi. Ở đây ngủ chứ tối mẹ con nói chuyện rồi chứ đi ra ngoài chi lủi thủi con mình. Chút coi chạy ra rước nó đi. Rước rồi à? Nó chơi thấy nó cũng hiền mà. Thôi tối vô ngủ với ai? Ngủ với ai cũng được. Ngủ với ai cũng được. Chỉ có chỗ ngủ thôi. Tại xíu không có gì con chạy ra con rước con vô. Chứ đã lủi thủi ngoài chi có mình buồn. Mà mẹ thấy được không mẹ? Nó cũng đẹp trai, nó cũng hiền dễ thương. Mẹ chấm anh không? Được. Thì để chiều chiều con ra con rước con vô đi chơi. Ừ, thì đây nấu cơm nấu nước đi rồi kêu nó vô đi chơi. Mẹ sợ ở nhà nè mẹ ngại. Có gì đâu mà ngại. Đã về để chơi mà lủi thủi ở ngoài nhà trọ chỉ có mình tốn tiền. Thì nhà trọ cũng phải tốn tiền. Thì anh ở đây anh sợ người ta hàng xóm ra vô người ta nói nhà mình có quy bị đê. Ai đâu nói. Trời ơi bị đê giờ tràn đồng cái bộ. Trời ơi bị đê giờ tràn đồng cái bộ. Có mình nói bị đê rồi sợ. Ai đâu nói vậy cũng ăn tội. Đã ta đâu có muốn đâu. Thì sợ nói người ta nói con trai mẹ là bị đê nè, nói con bị đê nè. Không có gì để sợ, bây giờ xã hội nó đầy hết rồi, có gì đâu sợ. Mà sợ. Tranh thủ đi đi. Thì tí đi cho anh tắm rửa ngoài đi rồi tối rồi cứ cho đây ngủ với mẹ đúng không? Ừ. Tối hai mẹ con tâm sự hả? Ừ. Mà để tối để chiều mát mát ra anh cứ anh vô. Rước vô chơi nói chuyện. Hỏi thăm rồi. Thì anh về đây anh ở 1-2 ngày anh đi rồi. Bệnh dịch này cho chẳng người ta cũng chặn đường hết có đâu đi được. Còn mẹ thấy em đẹp trai mẹ. Đẹp trai, chụp hình chắc đẹp trai. Để mai con vô con đưa hình cho mẹ con. Thấy nó giống người nước ngoài quá. Có đâu người Việt Nam á. Giống Hàn Quốc. Hàn Quốc, mẹ mê Hàn Quốc à? Đẹp. À. Không biết nhà mình anh có ta lỡ qua bản người ta không cho quen nữa sao mẹ? Cho quen chạy chứ sao? Mẹ con chạy về. Lỡ người ta cấm con quen nhanh luôn rồi sao? Không cấm thì đó nó chạy mà còn hỏi nữa. Dạ chắc anh trốn. Trốn gì? Bệnh dịch thì trốn đâu? Trốn về nhà mẹ chứa. Trốn nhà chứ trốn đi đâu giờ? Chứa lỡ bà qua đây bà cào nhà mình sao mẹ? Bà cào thì thôi chứ sao? Cào thôi. Chứ không lẽ mày chửi lộn với người ta. Đó qua người ta chửi mẹ sao? Chửi thì làm thinh năn nỉ người ta. Người ta không chịu rồi sao? Không chịu thì từ từ người ta cũng chịu chứ không lẽ mày chửi lộn lại với người ta. Mày nhắm chửi lại không? Thì không lại đó, biết mẹ chửi không lại đó. Không lại thì thôi nhịn nhục cho rồi. Sợ người ta chửi. Không phải gặp phải chứ ở dữ làm chi. Hung dữ quá người ta ai đâu thương. Con làm đi, con vô nấu cơm cho. Đi vô nấu cơm đi. Nấu cơm đi, tí bắt con gà thôi mà. Ừ, cũng được. Gà ăn vịt gì đó. Tí mẹ nấu nha. Ừ. Để con vô con nấu cơm với lau nhà cho. Đi. Ôi ơi,
mẹ mình làm như là cái gì cũng chấp nhận luôn á mọi người. Dắt bạn trai về tới nhà luôn. Về tới nhà luôn mà mẹ mình cũng không nói gì mọi người. Chắc này mốt mình phải ra mắt ba mình nữa xem là ba mình như thế nào nha mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Bây giờ mình sẽ dắt bạn mình đi chơi. Nói chung mà nó cũng nói về à, ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này của mình. Bye bye, hẹn lại tất cả mọi người ở những video sau nha. Bye bye. Chào mọi người.